Vâng, thưa quý vị, những ngày này, mỗi ngày có từ 800 đến 1.000 đoàn khách khắp cả nước về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An, tham quan để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban quản lý khu di tích đã huy động 100% quân số để phục vụ. Từ sáng sớm, từng đoàn xe nối nhau dài hàng trăm mét, nhiều tầng lớp nhân dân từ hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh các trường trong và ngoài tỉnh xếp hàng ngay ngắn, dâng những bó hoa tươi thắm, tưởng nhớ đến người. Theo thống kê sơ bộ, trong dịp nghỉ lễ này, trung bình mỗi ngày tại quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, gồm khu mộ bà Hoàng Thị Loan, quê nội và quê ngoại bác, đón từ 800 đến 1.000 đoàn với 15.000 đến 20.000 khách trong nước và quốc tế tới tham gia. Nhiều trường học cũng tổ chức ngoại khóa, thực tế, qua đó bồi đắp giáo dục truyền thống yêu nước cho các em học sinh.